Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, sát Tết, Công an thành phố Hà Nội liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết trong sự an toàn, vui vẻ. Thế nhưng ở một số vùng ngoại thành Hà Nội, một số nhóm đối tượng côn đồ vẫn chưa biết sợ. Khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2018, anh Hoàng Đức Mạnh, sinh năm 1995, cùng bạn của mình đều trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đi ăn đêm ở ngã tư đường mới thuộc địa bàn xã thì bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công. Thì anh Việt có cầm viên gạch đập vào đầu tôi và hô nhóm thanh niên sang đánh tôi. Thì tôi bỏ chạy một đoạn thì các thanh niên vẫn đuổi. Khi tôi chạy ra cánh đồng ve đường mới thì thanh niên không đuổi nữa. Anh Mạnh được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng. Hậu quả, anh Mạnh bị thương tích ở vùng đầu, phải khâu nhiều mũi. Sự việc xảy ra khiến anh Mạnh vô cùng hoang mang, lo sợ trước sự liều lĩnh và manh động của những đối tượng trên, mặc dù trước đó anh và bạn của mình không hề có mâu thuẫn với họ. Anh Mạnh cho biết trong số đối tượng này có thành phần mới đi tù về, tuy nhiên không thay đổi mà còn côn đồ, hung hăng hơn và sẵn sàng tấn công ai mà thấy ngứa mắt. Vụ việc khác, khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại quán ăn Phương Linh thuộc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chị Đinh Thị Thúy, sinh năm 1991, quê Phú Thọ, đi cùng một nhóm bạn gái đến ăn đêm. Đang ngồi ăn, bàn bên cạnh có một thanh niên quay sang trêu ghẹo, gây sự rồi nói nhóm chị Thúy nhìn đều để kiếm cớ hành hung gây thương tích bằng hung khí. Nam thanh niên lại cầm điếu từ ngoài đi vào, hụt thẳng vào đầu em luôn. Lên vào đầu em rồi em ngã xuống, điện thoại bị văng ấy thì em có để 1,8 triệu tiền mặt trên điện thoại nữa. Trong lúc hoảng loạn, chị Thúy bỏ chạy kêu cứu nhưng bị nhóm đối tượng đuổi theo, cướp điện thoại và trốn khỏi hiện trường. Chị Thúy đã trình báo lên cơ quan công an huyện Hoài Đức. Chủ nhà hàng Phương Linh cho biết công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc trích xuất camera của quán ăn để điều tra và làm rõ. Cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2018, một nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi đã hành hung anh Đỗ Đăng Phán, sinh năm 1987, quê Thạch Thất, Hà Nội, để ép anh này phải trả nợ mình. Sự việc xảy ra tại quán ăn Tam Đệ thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức. Anh Phán cũng đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an huyện Hoài Đức, toàn bộ diễn biến cũng đã được camera ghi lại. Hiện tại, truyền hình Người đưa tin đã liên hệ với các đơn vị liên quan để có thông tin chi tiết hơn về kết quả xử lý các vụ việc. Có thể thấy rằng, dịp cuối năm, công an thành phố phá hàng loạt vụ án, xử lý hàng trăm đối tượng côn đồ, xã hội đen đã thể hiện quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm có đôi phần lơi lỏng ở một số vùng ngoại thành. Nên chăng, chỉ huy các đơn vị được đề cập ở trên cần mạnh tay hơn với các đối tượng côn đồ, coi thường pháp luật để răn đe hiệu quả với loại tội phạm này. Có như vậy, người dân ngoại thành mới thực sự yên tâm, vui vẻ đón Tết. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.